Chào các bạn. Như vậy là mình đã được cầm trên tay Solaris, cái chiếc tai nghe mới nhất và đắt nhất của Campfire, một cái hãng âm thanh đến từ Mỹ. Mình khá là bất ngờ với cái chiếc hộp nó to như vậy, chính xác là nó to hơn gấp đôi so với những cái chiếc hộp khác của Campfire. Như chúng ta đã biết là nó y hệt nhau từ cái con có giá thấp nhất đến con có giá cao nhất. Và rõ ràng là với vai trò là một cái chiếc tai nghe flagship của hãng thì Solaris đã được tích tụ và ưu ái rất rất nhiều thứ tốt hơn, đẹp hơn so với những người anh em khác của nó. Ngoài cái việc to thì cái chiếc hộp này còn được trang trí rất là đẹp. Những cái họa tiết được in nhũ vàng lấp lánh và quan trọng nhất là cái nằm trên đỉnh ngay giữa hộp nè, là một cái chiếc housing với cái thiết kế rất là lạ lẫm với những fan hâm mộ của Campfire. Bây giờ mình sẽ mở hộp nha. Những cái giấy tờ hướng dẫn sử dụng. Oh wow. Như vậy là cũng không nằm ngoài cái dự đoán của mình thì ngay bên trong là một cái chiếc hộp da bự gần bằng cái hộp giấy, là cái cách đóng gói quen thuộc của Campfire rồi. Mình thì mình cực kỳ thích những cái chiếc hộp da đi kèm theo tai nghe của Campfire. Nó rất là đẹp, nó rất là sang trọng. Và bên trong này là cái chiếc tai nghe cũng như là tất cả những cái phụ kiện khác. Hãng cũng rất là cẩn thận khi mà bỏ hai cái chiếc housing này vào một cái chiếc túi riêng để nó không bị trầy xước, do là phải để chung với quá nhiều phụ kiện như vậy. Và tất nhiên là khi sử dụng thì các bạn nên để hết những cái phụ kiện này ở nhà ha. Ở đây các bạn sẽ có một cái túi zip để đựng những cái tip loại thường của hãng, cái tip zin loại thường á, và một cái chổi nhỏ để mà vệ sinh tai nghe. Và tiếp theo là một cái túi zip khác đựng những cái tip bọt biển nè. Và một cái khuy cài áo có cái logo, hình logo của Campfire. Và một cái bộ tip xịn của hãng Final cực êm. Cá nhân mình thì mình rất là thích những cái tip của Final. Và cuối cùng đây là nhân vật chính của chúng ta. Hai cái chiếc tai nghe được gói vào trong một cái túi chống sốc như thế này. Để mình tháo nó ra khỏi dây luôn. Solaris là một cái tiểu thuyết, một cái cuốn sách nổi tiếng nhất của Stanislav Lem, một trong những tác giả hàng đầu của cái thể loại sách khoa học viễn tưởng. Và Solaris còn là một trong những cái cuốn sách mà sinh viên khoa học và triết học tại nhiều nước trên thế giới bắt buộc phải đọc nó. Bên trong cái chiếc tai nghe flagship của mình thì Campfire Audio đã trang bị 3 cái driver PA và một cái driver Dynamic Full Range 10mm với cái công nghệ ADLC của mình. Và Solaris là cái chiếc tai nghe hybrid thứ hai của hãng sau con Dorado. Các bạn có thể thấy là cái độ hoàn thiện của cái chiếc tai nghe này nó rất rất cao. Ban đầu khi mà được xem hình ảnh cái chiếc tai nghe này trên web thì mình khá là dị ứng với cái màu vàng này. Tuy nhiên bây giờ thì mình đã có cái suy nghĩ nó khác rồi. Thực sự là nó rất đẹp và nó rất sang. Đi kèm theo Solaris sẽ là cái sợi dây Superlist mới nhất của Alo Audio. Và hiện tại thì cái sợi dây này cũng chưa có cái sản phẩm bán chính thức trên thị trường luôn. Mình kết thúc cái video này và sẽ không đưa ra một cái nhận xét nào hết về cái chất âm như những video khác mình đã làm. Mà mình muốn các bạn, những người quan tâm, hãy đến trực tiếp shop để được cầm trên tay và đeo lên tai, tự mình trải nghiệm nó. Giống như là tự bản thân cái chiếc tai nghe này, nó rất đặc biệt so với những anh em khác còn lại của hãng Campfire. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video clip của mình.